những tội ác man dợ, nhiều thủ đoạn bất ngờ, cách điều tra trọng án, bí mật được vén màn. Chào mừng các bạn đã đến với Giải Mã Trọng Án. Từ một viên sĩ quan cảnh sát nhiệt huyết, có cuộc sống đủ đầy, bình yên và hạnh phúc như bao người trong xã hội, nhưng chỉ vì sa ngã vào nợ nần cờ bạc mà hắn ta đã trở thành kẻ cầm đầu của một băng cướp khát máu bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. 3 năm, chỉ với 3 năm ngắn ngủi, nhưng con ác quỷ đội lốt người này đã trực tiếp cướp đi sinh mạng của 19 người dân vô tội để chiếm đoạt 3,7 triệu nhân dân tệ, 21 siêu xe, 2 khẩu súng quân dụng vào những năm cuối thập niên 90. Chưa kể đến, hắn ta đã khiến một sĩ quan cảnh sát ưu tú tại tỉnh Vân Nam phải vào tù oan và chịu bản án tử hình đầy nghiệt ngã. Đúng vậy, viên sĩ quan đã phải chịu bản án tử hình oan nghiệt mà chúng tôi đang nhắc tới ở đây chính là Đỗ Bồi Vũ trong trọng án ở số vừa qua. Như thường lệ, những lượt like và đăng ký kênh của quý vị chính là sự động viên và là niềm tự hào vô giá nhất đối với Giải Mã Trọng Án. Còn bây giờ, không dài dòng để mất thêm thời gian nữa, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và khám phá về băng cướp khét tiếng bậc nhất trong lịch sử tội phạm tại quốc gia tỷ dân, hàng xóm bên cạnh mình thôi nào. Đầu tiên, chúng tôi xin phép được sơ lược về thành phần và quá trình hình thành, hoạt động của băng đảng khát máu này. Đối tượng cầm đầu là Dương Thiên Dũng. Khi bị bắt vào năm 2000, hắn ta 43 tuổi. Dũng sinh ra và lớn lên ở huyện Sở Hùng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ngay từ khi còn nhỏ, Dương Thiên Dũng đã là một đứa trẻ ngỗ ngược có tiếng ở trong làng. Nhưng vì là con trai út và là cháu đít tôn của dòng họ Dương, nên cậu bé này luôn được cha mẹ cưng chiều, thương yêu hết mực. Sau khi tốt nghiệp trung học với tấm bằng trung bình yếu ở trong tay, thay vì phải xuống thành phố để tìm kiếm công việc như đám bạn bè cùng trang lứa, Dũng đã được gia đình động viên tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhưng trái ngược lại hoàn toàn với tuổi thơ ngỗ nghịch của mình, thì ngay từ những ngày đầu tiên trong môi trường quân đội, cậu ta đã tỏ ra là một tân binh vô cùng ưu tú và tràn đầy nhiệt huyết. Với năng khiếu quân sự bẩm sinh và khả năng tiếp thu kiến thức vượt trội, Dũng đã được chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm, chú ý và thường xuyên cắt cử tham gia tại những hội thao huấn luyện toàn quân. Mặc dù được cấp trên tín nhiệm và ưu ái là như vậy, nhưng Dương Thiên Dũng sau thời gian thực hiện nghĩa vụ đã bất ngờ quyết định xuất ngũ trở về địa phương, chỉ với lý do là ở trong môi trường quân đội không được thoải mái và tự nhiên. Làm việc gì cũng phải quan tâm đến ánh mắt và cảm xúc của những người xung quanh. Sau khi trở về quê nhà Sở Hùng, cứ tưởng rằng sau thời gian được rèn giũa vừa qua sẽ khiến cậu thanh niên này thay đổi tâm tính, tu chí làm ăn. Nhưng không, Dũng lại đem những kỹ năng được huấn luyện và đào tạo của mình ra để tung hoành ngang dọc, thể hiện bản thân bằng những trận ẩu đả với đám giang hồ cộm cán ở trong khu vực. Không ít lần cha mẹ Dũng đã phải mối mặt lên đồn công an để bảo lãnh cho cậu quý tử của mình. Nhưng những trái khuấy, dở hơi lại bắt đầu từ đây. Đi khắp thôn làng không có đối thủ, nhưng hễ gây chuyện là đều bị cảnh sát tóm ngay. Chính vì thế mà Dũng lại ao ước, khát khao được trở thành cảnh sát. Và cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn đó đã một lần nữa được lặp lại. Thấy cháu trai quyết tâm tu chí, ông bà nội của Dũng đã yêu cầu tất cả gia đình phải dồn hết mọi nguồn lực cho cậu đít tôn được thực hiện theo đúng như nguyện vọng của nó. Một phần vì gia đình của Dũng đã có nhiều thế hệ tham gia cách mạng, phần lớn hơn là vì nguồn lực khổng lồ của cả dòng họ đã được chuyển tới đúng vị trí. Dương Thiên Dũng đã nhanh chóng được tuyển dụng vào trong lực lượng cảnh sát tỉnh Vân Nam trước sự ngỡ ngàng của tất cả hàng xóm xung quanh. Nhưng do chỉ mới tốt nghiệp trung học và chưa qua đào tạo trường lớp, nên ước mơ của Dũng về cơ bản mới chỉ được thực hiện một nửa khi mà đội cảnh sát hình sự Sở Công an thành phố đã từ chối tiếp nhận viên cảnh sát nửa mùa này. Sau nhiều cố gắng và tác động không ngừng nghỉ từ phía gia đình, Dũng mới được đồn cảnh sát nhà ga Côn Minh tuyển chọn. Nhưng công việc của cậu ta lại chỉ là trực tại chốt bảo vệ cửa giám sát an ninh. Tuy nhiên, với suy nghĩ thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự vất vả đến như vậy mà bản thân còn phấn đấu được lãnh đạo đơn vị chú ý, ghi nhận thì chẳng có lý do gì mà ở cái nhà ga sập sệ này, Dũng lại không thể hiện được năng lực của mình. Chính vì thế mà trong suốt 5 năm tiếp theo, cậu ta luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhưng sau 5 năm dài đằng đẵng, công việc mà Dũng đảm nhận vẫn chỉ dậm chân tại chỗ là một viên cảnh sát quèn, ngày ngày phải túc trực tại cửa nhà ga bẩn thỉu. Điều này đã khiến cậu ta vô cùng bất mãn với lãnh đạo của mình. Thay vì tiếp tục nỗ lực, cố gắng để được cử đi đào tạo chuyên môn, Dũng đã dần sa ngã vào cờ bạc, rượu bia khi không có sự quan tâm, hỗ
hỗ trợ động viên từ phía gia đình ở quê nhà Sở Hùng xa xôi. Mặc dù chưa lấy vợ và vẫn có cuộc sống độc thân, nhưng thu nhập tương đối khá từ đồng lương cảnh sát của Dũng vẫn không đủ để cho cậu ta sinh hoạt. Nói là sinh hoạt cho nó oách thôi, nhưng thực chất thì những đồng lương này Dũng đều nướng hết vào cờ bạc và những bữa nhậu thâu đêm suốt sáng với đám bạn bất hảo của mình. Cuối năm 1994, trong một lần trực đêm tại nhà ga, Dũng đã tình cờ quen biết với một người đồng hương. Anh ta tên Tiểu Lâm, kém Dũng 1 tuổi. Khi còn nhỏ, Lâm đã theo cha mẹ đến Sở Hùng Vân Nam để buôn bán làm ăn. Sau này mới chuyển về quê nhà Hắc Long Giang sinh sống. Chỉ qua vài lần trò chuyện, Dũng và Lâm đã trở nên khá thân thiết và thấu hiểu nhau. Thậm chí Dương Thiên Dũng còn không ngần ngại mà mời người bạn mới quen một bữa ăn đêm khá thịnh soạn để tâm sự về cuộc đời bi đát của mình. Sau khi rượu đã ngà say, anh ta còn mạnh dạn rủ ông bạn đồng hương đến sới bạc để giải khuây. Không ngờ, Tiểu Lâm nghe thấy vậy cũng vui vẻ đồng ý đi ngay mà chẳng có bất cứ một suy nghĩ gì. Không rõ là do say rượu hay tại số đen mà tất cả cái tháng lương mới nhận của Dũng đều đã thua sạch chỉ sau vài ván cược. Thấy đồng đội mặt nghệt ra, Tiểu Lâm chỉ cười tủm tỉm rồi rút một sấp tiền mặt đưa cho Dũng tiếp tục chiến đấu. Bất ngờ trước sự hào phóng của ông bạn mới, Dương Thiên Dũng đã vô cùng cảm động mà suýt rơi cả nước mắt. Mấy năm qua, cái đám bạn của Dũng ở thành phố Côn Minh này chỉ có ăn thôi, chứ đã bao giờ chịu nhả ra đâu. Sau trận rượu đêm và canh bạc trắng, trên đường quay trở về nhà, Tiểu Lâm còn tâm sự và cho rằng với mức độ công việc mà Dũng đang phải đảm nhiệm thì cái đồng lương mà nhà nước trả cho anh ấy thật sự là quá thấp. Dương Thiên Dũng nghe thấy vậy cũng chỉ biết cúi đầu lặng im. Thấy bạn không trả lời, Lâm còn tiếp tục vỗ mạnh vào vai Dũng để động viên. Lâm biết Dũng không phải là người kém cỏi gì. Tuy nhiên, nếu làm cái công việc này thì có lẽ cả đời của Dũng về sau sẽ chỉ quanh quẩn ở cái nhà ga rách rưới này mà thôi. Thấy Lâm nói đúng với suy nghĩ của mình, Dương Thiên Dũng đã dừng lại và hỏi về công việc mà Lâm đang làm. Thậm chí nếu phù hợp thì Dũng cũng muốn được đầu quân. Không ngờ, Tiểu Lâm lại thành thật trả lời, cái công việc mà anh ta đang làm đó chính là kẻ thù của những người làm nghề như Dũng. Kẻ thù? Dương Thiên Dũng giật mình hỏi. Đúng, là kẻ thù của cảnh sát. Tôi đi cướp. Cướp của những người giàu có, cướp của những kẻ ngồi mát ăn bát vàng trắng trợn bên ngoài kia. Dương Thiên Dũng sau khi nghe được câu chuyện của Tiểu Lâm lại không hề tỏ ra bất ngờ mà còn cảm thấy tràn đầy sự ngưỡng mộ với ông bạn bản lĩnh này. Thậm chí anh ta còn nghiêm túc xin phép được tham gia cùng với Lâm với lý do là để lấy lại trật tự công bằng cho xã hội. Sau khi đã thống nhất, Lâm và Dũng còn lên kế hoạch để thành lập một băng cướp chuyên nghiệp, chứ chỉ dựa vào bản lĩnh của hai người thì thật sự là có quá nhiều rủi ro. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Thiên Dũng đã gọi cho anh họ của mình là Dương Minh Tài từ quê nhà Sở Hùng để lên thành phố Côn Minh bàn việc gấp. Còn Tiểu Lâm lại gọi cho cậu em trai Tiểu Lý từ Hắc Long Giang để về Vân Nam lập nghiệp. Thậm chí, Tiểu Lý còn rủ thêm ba người bạn thân là Đằng Điện Đống, Thái Quốc Lương và Tả Minh Minh nhập hội. Sau khi đã tập hợp đủ lực lượng, Dương Thiên Dũng và Tiểu Lâm còn tổ chức họp và đề ra một nội quy bắt buộc đối với tất cả 7 thành viên trong tổ chức của mình. Đó là, tuy không có điều kiện bắt buộc để được tham gia băng đảng, nhưng một khi đã gia nhập rồi thì không được phép rời bỏ, cho dù có bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Tất cả mọi người đều phải thành thật cung cấp đầy đủ thông tin về địa chỉ và thành viên trong gia đình như cha mẹ, vợ con và anh chị em. Nếu trong quá trình làm việc gặp rủi ro, sự cố thì những người còn sống hoặc trốn thoát sẽ có trách nhiệm chăm lo, nuôi dưỡng cho gia đình của những người gặp nạn. Và ngược lại, nếu ai dám bán đứng đồng đội thì tất cả thành viên còn lại cho băng nhóm sẽ có trách nhiệm truy lùng và tiêu diệt tất cả gia đình của kẻ phản bội đến người cuối cùng. Sau khi đã thống nhất và cắt máu ăn thề, Dương Thiên Dũng cùng Tiểu Lâm đã lên kế hoạch cho phi vụ đầu tiên của băng cướp. Qua tính toán của chúng, thì tại thời điểm bấy giờ, giữa những năm 1990, tình trạng sản xuất và nhập khẩu xe ô tô tại Trung Quốc vô cùng khan hiếm, cho nên giá thành của loại phương tiện này đã trở nên vô cùng đắt đỏ, đặc biệt là các mẫu xe sang được nhập khẩu từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Chỉ cần cướp được một chiếc thôi, thì giá bán của nó tại chợ đen cũng đủ cho 7 anh em ăn chơi nhảy múa cả tháng mà không phải nghĩ ngợi gì rồi. Để chuẩn bị cho phi vụ này, Dương Thiên Dũng đã bí mật đến cơ quan của mình đánh cắp 3 bộ quân phục cảnh sát, sau đó đưa cho Tiểu Lâm, Tiểu Lý và Dương Minh Tài đóng giả. 3 người còn lại do không có đủ đồ nên đã miễn cưỡng phải dùng quân phục quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa mà Dũng đã giữ từ thời gian đi nghĩa vụ quân sự của hắn. Sau đó, Dũng còn tổ chức nhiều buổi huấn luyện cho đàn em về những cách thức chào hỏi,
ký hiệu, tín hiệu theo như quy định của lực lượng cảnh sát để có thể ra lệnh dừng đỗ những phương tiện đang tham gia giao thông mà chúng nhắm tới. Tuy nhiên, Dương Minh Tài, anh họ của Dũng, sau khi đứng ngắm nghía bộ quân phục cảnh sát chỉnh tề trong gương, đã bất giác hỏi một câu khiến cả nhóm phải im lặng. Đó là, sau khi đã cướp được xe rồi, thì phải xử lý tài xế như thế nào đây? Chẳng nhẽ cảnh sát ra đường lại phải bịt mặt à? Sau một thoáng tính toán suy nghĩ, Dương Thiên Dũng và Tiểu Lâm đã đưa ra quyết định cuối cùng. Đó là sẽ giết. Sẽ giết hết. Giết tất cả những ai có mặt ở trong xe. Người chết là người hết chuyện. Để cho họ sống thì mình phải chết. Còn nếu bắt họ phải chết thì mình sẽ được sống. Đơn giản chỉ thế thôi. Nói thì mạnh mồm là như vậy, nhưng cả 7 thành viên trong cái băng cướp mới nhú này đều chưa ai tận tay giết người bao giờ. Cho nên, để tăng cường bản lĩnh và rèn luyện lòng dũng cảm cho đồng đội, Dũng đã dẫn đàn em của mình nhiều lần tới nhà xác của bệnh viện, rồi trực tiếp đụng chạm, sờ mó vào những xác chết để làm quen với sự lạnh lẽo này. Sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chất và lượng, băng cướp khát máu do Dương Thiên Dũng chỉ huy đã bắt đầu thực hiện phi vụ đầu tiên. Thời gian: đêm 16 tháng 4 năm 1997, địa điểm cộng đồng Xuân Nguyên, tỉnh Vân Nam. Qua quá trình quan sát và theo dõi những phương tiện đang lưu thông trên khu vực này, băng cướp của Dũng đã nhắm vào một chiếc xe Jeep màu xám xi măng vô cùng hầm hố và sang trọng. Lợi dụng lúc tài xế xuống xe theo như hiệu lệnh để lấy giấy tờ cho tổ công tác giả mạo kiểm tra, Dương Thiên Dũng đã đưa cho Tiểu Lâm một quả lựu đạn cán gỗ loại 67 mà hắn đã đánh cắp được từ trong thời gian đi lính nghĩa vụ để làm hung khí. Đi sau Tiểu Lâm còn có Thái Quốc Lương và Đằng Điện Đống trợ giúp với bộ quân phục uy nghiêm của quân đội giải phóng nhân dân. Anh chàng tài xế bất hạnh vì quá chủ quan nên đã bị 3 tên cướp dùng quả lựu đạn cán gỗ bất ngờ tấn công liên tiếp vào gáy khiến bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, chúng đã nhanh chóng bế nạn nhân lên hàng ghế phía sau rồi vội vã đạp ga bỏ chạy. Không ngờ, trên quãng đường băng cướp đang lẩn trốn, người tài xế xấu số này đã mơ hồ tỉnh dậy và liên tục kêu cứu. Nhưng lúc này, Dương Thiên Dũng đã dùng chiếc dao găm sắc bén mà hắn đã chuẩn bị từ trước để kết thúc những âm thanh yếu ớt rên rỉ của nạn nhân. Chiếc xe Jeep sang trọng với 7 thành viên và một cái xác cứ như vậy lầm lũi di chuyển trong đêm. Có lẽ do lần đầu thực hiện hành vi phạm tội, chưa có kinh nghiệm xử lý, nên máu của nạn nhân đã loang ra và dính bê bết vào nội thất của chiếc xe hơi đắt tiền. Lo sợ những vết máu tanh tưởi này sẽ là manh mối khiến cảnh sát phát hiện, Dương Thiên Dũng đã miễn cưỡng phải yêu cầu đàn em đánh xe về bãi đậu phía sau sân vận động Ngũ Hoa để phi tang. Cứ tưởng chừng cuộc ra quân đầu tiên của băng nhóm sẽ không có thu nhập gì, nhưng không ngờ, qua một hồi lục lọi, Tiểu Lâm đã tìm thấy một chiếc túi da ở bên trong cốp xe có 20.000 nhân dân tệ vẫn còn đang mới cóng. Quá sung sướng trước món hời đầu tiên, Dũng và đàn em đã bỏ lại cái xác và chiếc xe Jeep hầm hố rồi đem tiền đi liên hoan với một sự hưng phấn tột độ. Phải 2 ngày sau, người nhân viên trông giữ bãi đậu xe mới tình cờ phát hiện ra nạn nhân. Tuy nhiên, do hiện trường đã bị băng đảng dọn dẹp vô cùng kỹ lưỡng nên cơ quan điều tra đã không phát hiện được bất cứ một manh mối nào và vụ án này đã rơi vào bế tắc. 20 vạn tệ, con số này không phải là ít. Tuy nhiên, trước sức ăn chơi vũ bão của 7 người thì nó cũng nhanh chóng bốc hơi. 3 tháng sau, tức tháng 7 năm 1997, Tiểu Lâm, Tiểu Lý và Thái Quốc Lương đã đánh cắp thành công được một chiếc xe Jeep sang trọng khác từ bệnh viện thành phố Côn Minh. Và chiếc xe này đã được Dương Thiên Dũng quyết định sử dụng để làm phương tiện kiếm ăn cho cả băng nhóm. Tuy nhiên, trước khi tiến hành phi vụ thứ hai, Tiểu Lâm đã đưa ra một yêu cầu. Đó là nếu muốn đóng giả cảnh sát một cách thực tế nhất thì chỉ quần áo thôi là chưa đủ đâu, phải có súng. Ít nhất là phải có một khẩu súng thì trông mới uy nghiêm, bệ vệ được. Nhất trí với suy nghĩ thấu đáo của đồng đội, Dương Thiên Dũng một lần nữa đã dùng bộ não nhạy bén của mình để lên một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Đó là với 3 bộ quân phục sẵn có của quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa và 4 bộ quân phục của cảnh sát, Dũng đã yêu cầu đàn em của mình đóng giả thành một tổ công tác liên ngành để đi truy tìm lính đào ngũ. Vì tại thời điểm bấy giờ, việc quân nhân bỏ trốn khỏi đơn vị vũ trang cũng không hề hiếm gặp. Sau thời gian lòng vòng đi tìm kiếm con mồi trong thành phố Côn Minh không thành công, tổ công tác do Dũng cầm đầu đã di chuyển ra những quận huyện ngoại thành lân cận. Và đúng như tính toán, khi đến huyện Lục Phong, băng cướp đã tình cờ phát hiện một viên cảnh sát đang đạp xe ở bên lề đường. Thậm chí dưới hông của người này còn đang đeo một bao súng. Tiểu Lâm lúc này, với bộ quân phục có quân hàm thiếu tá ở trên vai, đã yêu cầu viên cảnh sát đang đạp xe dừng lại để hỏi đường. Anh ta nói rằng mình đến từ quân đội Côn Minh, có một người lính mới đào ngũ khỏi doanh trại.
Theo như trình báo của người dân, thì người lính đó đã bỏ chạy đến khu vực này. Vì không quen đường nên muốn viên cảnh sát địa phương hỗ trợ. Nhưng nào ngờ đâu, cái anh chàng đạp xe đó lại chẳng phải là cảnh sát. Anh ta chỉ là một nhân viên bảo vệ của nhà máy dụng cụ nông nghiệp huyện Lục Phong. Nhưng khi thấy các sĩ quan quân đội giải phóng uy nghiêm nhờ mình giúp đỡ, anh ta đã vui vẻ và nhanh chóng trèo tót lên xe. Miệng còn bô bô bắt chuyện như tri kỷ mấy năm không gặp vậy. Sau một hồi luyên thuyên, Dương Thiên Dũng đã hỏi dò xem anh ta có đem theo súng không. Không ngờ, mồm vừa dứt câu thì khẩu súng lục đen xì xì, bóng loáng đã được lôi ra để khoe mẽ. Qua gương chiếu hậu, thấy Dương Thiên Dũng nháy mắt ra hiệu, Tiểu Lâm đã bất ngờ đạp lún chân phanh. Anh chàng bảo vệ do chủ quan nên đã mất thăng bằng, lao đầu về phía trước. Chớp lấy thời cơ này, Dũng và đàn em đã lập tức rút dao rồi ra tay một cách vô cùng dứt khoát. Sau khi đã chiếm đoạt được khẩu súng quân dụng và 13 viên đạn, băng cướp khát máu này đã tàn nhẫn đẩy cái xác của anh chàng nhân viên bảo vệ xuống một con dốc bên đường, rồi lái xe rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đến tháng 9 năm 1997, sau thời gian đói ăn vì sợ cảnh sát truy lùng, Dương Thiên Dũng đã yêu cầu đàn em ra khỏi hang để tiếp tục săn mồi. Lần này, mục tiêu của chúng là một chiếc Pajero màu xanh trên đường Mẫn Hành. Nhưng không ngờ, chiếc xe này lại không phải của tư nhân, mà là xe được nhà nước cấp phát cho chính quyền huyện Tân Bình. Hôm đó, lãnh đạo huyện đã đến thành phố Côn Minh để tham dự một cuộc họp quan trọng. Sau khi tháp tùng lãnh đạo đến nghị trường, viên tài xế đã chủ động đánh xe về gara để bảo dưỡng. Không ngờ, khi gần tới nơi, thì một chiếc xe Jeep màu đen bóng loáng đã nhanh chóng tạt đầu. Xuống xe là ba viên cảnh sát mặt đầy căng thẳng. Ba người này nói họ là cảnh sát phòng chống ma túy, nghi ngờ trong xe có dấu chất cấm nên muốn tài xế hợp tác điều tra. Mặc cho tài xế hết lời giải thích là xe công vụ được nhà nước cấp phát thì làm sao có chuyện tàng trữ ma túy. Nhưng đáp lại anh ta chỉ là vẻ mặt đằng đằng sát khí của ba sĩ quan cảnh sát, thậm chí khẩu súng lục đen xì cũng đã được rút ra. Nhận thấy không ổn, viên tài xế đã phải nhanh chóng chấp hành theo mệnh lệnh mà không hề biết rằng quãng đường phía trước mà anh ta đang đi chính là quãng đường cuối cùng trong cuộc đời của mình. Sau khi chiếc Pajero đời mới ngoan ngoãn được dụ về đại bản doanh, nơi mà Dương Thiên Dũng cùng với ba đàn em đang chờ đợi từ trước, anh chàng lái xe đã nhanh chóng bị chúng khống chế và sát hại một cách vô cùng tàn độc. Vụ án xe công vụ của lãnh đạo huyện Tân Bình bị mất tích cùng với tài xế riêng đã khiến cơ quan điều tra Sở Cảnh sát thành phố Côn Minh vô cùng áp lực. Tuy nhiên, trải qua quá trình điều tra đầy nghiêm túc thì kết quả mà họ nhận về vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Về phía băng đảng của Dũng, sau khi cẩn thận sơn sửa, tân trang lại tăng vật, chúng đã bán được chiếc xe này ở thành phố Thẩm Dương với giá 198.000 nhân dân tệ, một con số khổng lồ tại thời điểm bấy giờ. Cứ ngỡ rằng với sự tính toán, chỉ đạo tài tình của Dũng thì công việc làm ăn của đám đàn em cứ như thế mà thuận buồm xuôi gió. Nhưng không ngờ, một biến cố lớn đã suýt nữa khiến ba đệ tử của hắn ta phải trầu trời. Đó là vào tháng 11 năm 1997, chỉ 2 tháng sau phi vụ cướp xe Pajero. Trong một lần lang thang đi tìm kiếm con mồi, chiếc xe Jeep của băng cướp đã gặp phải sự cố. Lúc này, trên xe chỉ có Đằng Điện Đống, Dương Minh Tài và Tả Minh Minh. Trong lúc đang đỗ xe ở ven đường để sửa chữa, thì Đống, Tài và Minh đã bất ngờ thấy một chiếc xe tải của Quân đội Giải phóng Nhân dân đi qua. Không biết là do chủ quan hay tinh tướng mà cả ba tên tướng cướp đầu đất này đã quên mất một điều là mình đang mặc trên người quân phục của quân đội. Mặc dù chạy với tốc độ cao, nhưng viên sĩ quan điều khiển chiếc xe tải đã quan sát và nhìn thấy bên lề đường có một chiếc xe Jeep và ba quân nhân đang tụ tập. Rõ ràng, chiếc Jeep đó không phải là xe thuộc biên chế của quân đội, mà lại có ba quân nhân đang vây quanh sửa chữa. Nhận thấy điểm bất thường, chiếc xe tải của Quân đội Giải phóng đã khẩn trương quay lại để yêu cầu ba sĩ quan lạ mặt kia xuất trình giấy tờ. Thấy chiếc xe quân sự lù lù xuất hiện, lúc này cả ba tên cướp mới rợn người nhận ra là sự việc đã vượt quá phạm vi an toàn của chúng rồi. Tả Minh Minh đã ngay lập tức chặn đường tổ công tác của xe quân sự để câu giờ giải thích, còn Dương Minh Tài và Đằng Điện Đống đã nhanh chóng lẻn ra phía sau để mở cốp xe lấy đồ chơi. Sau một hồi vòng vo trước những câu hỏi của viên chỉ huy quân sự, Tả Minh Minh đã rơi vào thế bí khi không thể nào cung cấp được đơn vị công tác của mình. Tưởng chừng như sắp bị bắt đến nơi rồi, thì ba tiếng súng chát chúa đã liên tiếp vang lên. Không ai khác, chính là Tài và Đống đã vòng ra bắn lén ở phía sau. Quá bất ngờ trước sự manh động của băng cướp, cả ba viên sĩ quan Quân đội Giải phóng đã nhanh chóng gục ngã. Trước tình thế này, chưa biết phải xử lý những cái xác kia ra sao, thì lại tiếp tục có một viên cảnh sát lạ mặt khác đang đạp xe tới gần chỗ của băng cướp. Nhưng có lẽ do sớm phát hiện ra điểm bất thường, nên viên sĩ quan cảnh sát này đã nhanh chóng vứt xe rồi mải móng bỏ chạy.
Sau đó Tả Minh Minh, Dương Minh Tài và Đặng Điện Đống đã khiêng ba cái xác lên thùng xe tải rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhưng không ngờ, Tiểu Âm, một trong ba viên sĩ quan quân đội giải phóng may mắn vẫn sống sót. Sau khi tỉnh lại, anh ta đã nhảy khỏi thùng xe và bò hơn 100 mét vào một bụi cây ven đường để lẩn trốn. Sau khi Tả Minh Minh và đồng bọn phát hiện ra, chúng đã lập tức lái xe quay trở lại để tìm kiếm. May mắn thay, Tiểu Âm vẫn sống sót và trở thành người duy nhất chứng kiến sự tàn bạo của những con quỷ đội lốt người này. Vụ án tấn công ba sĩ quan quân đội đã gây chấn động toàn thành phố Côn Minh. Trước sức ép của Quân ủy Trung ương và Bộ Công an, cơ quan điều tra của Quân đội Giải phóng và Sở Cảnh sát thành phố Côn Minh đã lập tức vào cuộc với một quyết tâm vô cùng lớn. Tuy nhiên, điều đáng tiếc ở đây là Tiểu Âm, nhân chứng duy nhất của vụ án, đã không nhìn rõ diện mạo của ba đối tượng và không thể cung cấp được thông tin nào hữu ích cho cơ quan điều tra. Thậm chí sau vụ việc bị băng cướp tấn công, Tiểu Âm còn bị tàn tật và chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Dương Thiên Dũng, sau khi biết về sự ngu dốt của đám đàn em, đã ngay lập tức yêu cầu băng nhóm dừng hoạt động và di chuyển tới Đại Lý để chờ đợi cơn bão đi qua. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, đến nửa năm sau, do số tiền cướp được đã tiêu xài hết, Dũng cùng Lâm đã sốc lại tinh thần và yêu cầu băng nhóm quay trở lại hoạt động. Đêm 20, rạng sáng ngày 21 tháng 4 năm 1998, Dương Thiên Dũng đã trực tiếp cầm đầu băng nhóm của mình và gây ra một tội ác tày trời khi đã tàn nhẫn giết chết hai cảnh sát trong xe tuần tra và cướp đi khẩu súng lục 77 của họ. Đó cũng chính là bi kịch của Đỗ Bùi Vũ, viên cảnh sát công tác tại trại cai nghiện ma túy thành phố Côn Minh, khi đã bị bắt oan và kết án tử hình trước cái chết bất ngờ của vợ và bạn thân trên chính chiếc xe tuần tra mà chúng mình đã làm rõ ở trong án trong số trước. Nếu quý vị chưa nghe, có thể tìm lại để hiểu hơn về vụ án này. Còn bây giờ, tiếp tục với băng đảng khát máu của Dương Thiên Dũng thôi nào. Đó là qua quá trình tìm kiếm con mồi, vào đêm 20 rạng sáng ngày 21 tháng 4, Dũng, Tài và Đống đã phát hiện một chiếc xe hơi đang dừng đỗ ở khu vực bờ Hồ Điền, thành phố Côn Minh. Vẫn với chiêu bài cũ là yêu cầu kiểm tra tài xế do nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy ở trong xe. Nhưng không ngờ, khi tiến đến gần hơn, chúng mới hốt hoảng nhận ra chiếc xe mà mình mới gõ cửa lại là xe tuần tra của cảnh sát. Nhưng đã đâm lao thì phải nhất quyết theo lao. Dương Thiên Dũng đã thận trọng lấy đèn pin để chiếu vào bên trong. Một lát sau thì cửa sổ xe mới được mở ra. Không để cho đối phương kịp phản ứng, Dũng đã rút khẩu súng lục và quát lớn, yêu cầu xuống xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Chúng tôi đến từ đội cảnh sát phòng chống ma túy. Khác hẳn với những phi vụ dễ dàng thực hiện ở trước kia, lần này, hai viên cảnh sát đang ngồi trong xe là Vương Quân Bá và Vương Hiểu Tường đã không hề tỏ ra lo lắng sợ hãi một chút nào. Thậm chí Vương Quân Bá còn cười lớn và mỉa mai. Anh nói cái gì cơ? Nghi ngờ chúng tôi giấu ma túy à? Có biết tôi là ai không? Biết tôi là ai không? Lại đây, mang thẻ cảnh sát của anh ra, để xem anh ở đội nào mà dám mạnh mồm kiểm tra cả xe của Phó Giám đốc Sở Công an như vậy. Vừa nói, Vương Quân Bá vừa ra dấu cho Dương Thiên Dũng lại gần. Không để cho đối phương hống hách, Dương Thiên Dũng cũng tự tin rút luôn tấm thẻ cảnh sát của mình ra, rồi ném thẳng vào trong xe cho Bá kiểm tra. Nhưng không để cho Bá kịp xem, thì Vương Hiểu Tường, nữ sĩ quan đang ngồi bên cạnh ông ta với mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch, đã nhanh chóng chộp lấy để đọc. Dương Thiên Dũng, Cục Công an trạm Đông Cục đường sắt Côn Minh. Không đúng rồi. Tại sao một cảnh sát đường sắt như anh lại được phép kiểm tra ma túy ở đây? Nhầm à? Anh có tiêu chuẩn đó hay không? Dương Thiên Dũng giật mình và ngay lập tức cướp lại tấm thẻ cảnh sát từ trong tay của Vương Hiểu Tường rồi trả lời. Chuyện này là từ trước rồi. Trước đây tôi từng công tác ở cảnh sát đường sắt, nhưng bây giờ đã chuyển tới đơn vị phòng chống ma túy. Tôi chưa kịp làm thẻ mới. Mà hai người mau chấp hành theo lệnh đi, đừng có dài dòng lắm chuyện nữa. Không để cho hai viên sĩ quan kia kịp có phản ứng, Dũng đã nháy mắt cho Đống và Tài lao vào áp sát, khống chế bất ngờ. Mặc dù lúc này Vương Quân Bá đã phản ứng rất mạnh và liên tục lần mò để tìm khẩu súng mà ông ta luôn mang theo bên người, nhưng với cái quần còn chưa kịp kéo khóa thì súng ở đâu, làm sao mà nhớ được. Vương Hiểu Tường cũng chống trả vô cùng quyết liệt. Cô ta cào cấu và còn lấy điện thoại ra để đe dọa Dũng là mình sẽ gọi trực tiếp cho đồng chí giám đốc để kỷ luật tổ công tác của anh ta. Đáp lại hai viên cảnh sát hống hách này, Dũng đã nhặt chiếc cờ lê ở trong xe rồi liên tiếp những tiếng bôm bốp chát chúa vang lên. Sau khi hai nạn nhân đã bất động, hắn ta còn tìm được khẩu súng lục 77 của Vương Quân Bá. Lần này, để chắc chắn không xảy ra sự cố như vụ việc mà Tiểu Âm đã bỏ trốn được, Dương Thiên Dũng đã nổ 4 phát súng liên hoàn để chắc chắn rằng đêm dài sẽ không còn ác mộng nữa. Trước cái chết chấn động của hai sĩ quan cảnh sát tỉnh Vân Nam, Bộ Công an Trung Quốc đã ngay lập tức vào cuộc
chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành công tác điều tra. Và thành quả đã nhanh chóng được điều tra viên cao cấp Ninh Hành Hoa báo cáo sau quá trình thẩm vấn nghi phạm bằng máy phát hiện nói dối. Và chồng của Vương Hiểu Tường, tức Đỗ Bồi Vũ, đã phải chịu bản án tử hình đầy nghiệt ngã cho tội ác mà Dương Thiên Dũng cùng đồng bọn đã thực hiện. Nhận thấy cơ quan điều tra đã đi chệch hướng, thậm chí là họ còn tàn ác hơn cả mình, Dũng đã tiếp tục chỉ đạo đàn em thực hiện nhiều phi vụ trắng trợn. Đến cuối năm 1998, sau thời gian dài hoạt động bí mật với đại bản doanh chỉ là căn nhà trọ sập sệ, Dũng đã thuê được một trang trại chăn nuôi gia súc nhỏ nằm ở phía tây thành phố Côn Minh để làm cơ sở mới, che giấu cho hoạt động phạm tội của băng cướp. Trang trại này chỉ nuôi hơn chục con chó săn và một đàn lợn rừng thuần chủng. Đêm mùng 6 tháng 3 năm 1999, 7 tên cướp manh động lại tiếp tục hành trình đi tìm lại công lý của mình trên khắp các cung đường ngõ hẻm trong thành phố Côn Minh. Sau khi tới cổng phía đông của hội chợ thương mại, Dũng đã khóa mục tiêu vào một chiếc Nissan đang đậu ở bên đường. Mặc dù lúc này trong xe không hề có người điều khiển, nhưng dưới sự chỉ đạo của đại ca, cả nhóm cướp vẫn lặng lẽ chờ đợi con mồi cho đến 23 giờ đêm. Chiếc Nissan mới nổ máy, trên xe chỉ có một cặp đôi tương đối trẻ và ăn mặc khá sang trọng, vẫn sử dụng chiêu bài quen thuộc. Sau khi đợi cho tài xế đánh xe đến cung đường vắng, chiếc Jeep địa hình hầm hố của Dũng mới vụt lên, tạt đầu. Trước sự xuất hiện bất ngờ của cảnh sát phòng chống ma túy, cặp đôi trẻ tuổi này đã nhanh chóng rơi vào thảm kịch. Sau khi áp giải mục tiêu về đến trang trại của mình, Dương Thiên Dũng còn dở quẻ và đòi chơi trò mèo vờn chuột trước sự háo hức của đám đàn em. Hắn vẫn mặc bộ quân phục cảnh sát chỉnh tề và lấy ra một cuốn sổ để tỉ mỉ ghi chép, tiến hành hỏi cung hai nạn nhân. Cứ tưởng gặp phải cảnh sát thật, cặp đôi này đã vô cùng hợp tác và khai báo thành khẩn. Nhưng nào ngờ đâu, trong cuốn sổ mà Dũng đang hí hoáy ghi chép đó lại chỉ là những hình vẽ thô thiển và dâm dục. Thấy ông anh họ Dương Minh Tài đang đau đáu cặp mắt cú vọ vào cơ thể của người phụ nữ, Dũng đã hào phóng cho Tài toàn quyền định đoạt. Ngay sau đó, một màn cưỡng hiếp bỉ ổi đã xảy ra ngay trước mặt của cậu thanh niên đang bị còng tay quật về phía sau. Sau khi thỏa mãn dục vọng và chiếm được tài sản của cặp đôi trẻ, Dũng đã ra lệnh cho Tài trừ khử nạn nhân bằng một thanh sắt lớn. Tuy nhiên, khi thấy Dương Minh Tài đang đi tìm xẻng để đào hố chôn xác thì Dũng đã lập tức ngăn cản. Hắn cho rằng nếu chôn những cái xác này ở đây thì không có gì đảm bảo là sau này sẽ không bị người khác đào lên. Anh nghĩ sao nếu dùng chúng cho cái lũ súc vật của mình ăn? Ý cậu nói là 10 con chó và đàn lợn rừng á? Dương Minh Tài mặt mũi tái xanh, ấp úng hỏi lại. Dũng không trả lời, chỉ lấy cây rìu bổ củi tung về phía ông anh họ như thể đang ra lệnh. Thấy Tài đứng mãi không dám thực hiện, Dương Thiên Dũng đã bực mình, lao tới và trực tiếp thể hiện cái màn kinh dị của mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả đàn em. Sau khi đã hoàn tất công việc và ổn định tổ chức với cái trang trại địa ngục, băng cướp do Dũng cầm đầu đã liên tiếp gây ra hàng loạt phi vụ táo tợn, vô nhân tính. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Cuối cùng thì tội ác của Dương Thiên Dũng và băng nhóm của mình đã phải trả giá trước pháp luật chỉ vì sự chủ quan của tên đàn em Thái Quốc Lương. Ngày 31 tháng 5 năm 2000, trong khi đang đi ăn sáng cùng với cô bạn gái mới quen là Tào Lợi Dân, Dương Thiên Dũng đã bất ngờ phát hiện một chiếc Mercedes S320 sedan màu đen đang đậu sát bên cạnh chiếc xe của mình. Vừa nhìn qua, Dũng đã biết chắc chắn đó là cả một bao tải tiền di động rồi. Hắn vừa lén lút quan sát thì phát hiện ra bên trong chiếc xe có một sĩ quan cảnh sát và một người đàn ông mặc quân phục của quân đội. Nếu là người khác thì có lẽ sẽ miễn cưỡng phải bỏ qua cái trường hợp khó nhằn này. Nhưng riêng với Dương Thiên Dũng thì câu trả lời chắc chắn là không. Thấy chiếc siêu xe đang nổ máy và chuẩn bị rời đi, Dũng đã ngay lập tức bám theo mà bỏ lại cô bạn gái đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trên đường di chuyển, hắn ta đã gọi cho đám đàn em là Đằng Điện Đống, Tả Minh Minh và Dương Minh Tài để lên phương án đánh chặn cái bao tải tiền này ở trạm thu phí cao tốc Thập An. Và đúng theo kế hoạch, chiếc Mercedes đã nhanh chóng bị tạm dừng trước sự xuất hiện bất ngờ của đội cảnh sát phòng chống ma túy. Người điều khiển chiếc xe này là Vương Nguyên Phúc và viên sĩ quan cảnh sát đang ngồi phía sau có tên Trúc Khôn. Mặc dù Trúc Khôn đã nhiều lần cố gắng giải thích bản thân mình cũng là cảnh sát và không thể nào có chuyện tàng trữ trái phép chất ma túy được, nhưng trả lời Khôn vẫn chỉ là mũi súng lục đen chuỗi và vẻ mặt lạnh lùng của Đằng Điện Đống cùng những người anh em. Về tới trang trại, vẫn như thói quen thường lệ, cầm cuốn sổ ghi chép hỏi cung, nhưng lần này đối diện với Trúc Khôn, một sĩ quan cảnh sát thực thụ, Dương Thiên Dũng đã nhanh chóng bị lật tẩy bộ mặt của mình khi chỉ là một tên cảnh sát quèn, chẳng có chuyên môn nghiệp vụ gì.
thấy bản thân bị coi thường và chọc đúng vào cái nỗi đau là cảnh sát nửa mùa khi chưa được qua đào tạo trường lớp, Dương Thiên Dũng đang ngay lập tức nổi điên. Và số phận của hai nạn nhân xấu số cũng chẳng khác nào với những người đi trước, khi mà những con chó săn và đàn lợn rừng của Dũng lại được thêm một bữa no nê thỏa thích. Sau khi đã bán chiếc xe và kiếm được một mớ tiền béo bở, Dương Thiên Dũng đã ủy thác cho đàn em là Thái Quốc Lương đi tiêu hủy tất cả giấy tờ và đồ đạc cá nhân của hai con mồi vừa sập bẫy. Nhưng lúc này, đứng trước chiếc điện thoại Motorola V998 đời mới sang trọng, Lương đã tặc lưỡi và cho rằng đập đi thì thật là phung phí quá, nên hắn đã cầm chiếc điện thoại này đến tiệm cầm đồ để bán lại. Không ngờ, đây cũng chính là nút thắt cuối cùng giúp cơ quan điều tra Sở Cảnh sát tỉnh Vân Nam khám phá ra cái tội ác tày trời của băng cướp Dương Thiên Dũng. Đó là trước sự biến mất bí ẩn của cậu con trai, cha mẹ Trúc Khôn đã tới Sở Cảnh sát để yêu cầu sự giúp đỡ. Trùng khớp là đúng vào cái thời điểm các kỹ thuật viên đang dò tín hiệu từ chiếc điện thoại di động của người mất tích, thì ông chủ tiệm cầm đồ cũng bật nó lên để kiểm tra tình hình máy. Và cái vị trí của tiệm cầm đồ này đã ngay lập tức được khóa mục tiêu bởi các điều tra viên. Và chỉ trong vòng 15 phút đồng hồ ngắn ngủi, cảnh sát đã tóm được Thái Quốc Lương khi hắn ta đang vui vẻ hồ hởi đếm được cái số tiền mà mình vừa bán điện thoại. Mặc dù Lương đã lì lợm, cố chấp khai nhận là bản thân mình chỉ tình cờ nhặt được chiếc điện thoại đó khi đang đi dạo trên đường. Tuy nhiên, câu trả lời vô lý như vậy làm sao có thể qua mặt được cơ quan điều tra. Bằng nhiều biện pháp đấu tranh nghiệp vụ thì chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, Lương đã phải xin khai với một điều kiện, đó là cơ quan điều tra phải giữ an toàn tuyệt đối cho gia đình của hắn ta. Sau khi được cảnh sát chấp thuận yêu cầu, Thái Quốc Lương đã kể lại toàn bộ câu chuyện từ vụ án đầu tiên của băng cướp do Dương Thiên Dũng cầm đầu vào ngày 16 tháng 4 năm 1997 đến vụ án cuối cùng xảy ra vào ngày 31 tháng 5 năm 2000. Điều này đã khiến các điều tra viên có mặt trong quá trình hỏi cung vô cùng choáng váng. Không ngờ, hàng loạt vụ mất tích, giết người, đeo bám Sở Cảnh sát thành phố Côn Minh trong những năm vừa qua lại được giải quyết một cách tình cờ như thế này. Đặc biệt là vụ án sát hại Vương Quân Bá và Vương Hiểu Tường xảy ra vào ngày 20 tháng 4 năm 1998 đã khiến Đỗ Bồi Vũ phải ngồi tù oan hơn một năm vừa qua. Với những thông tin mà Thái Quốc Lương đã khai nhận, đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của Sở Công an tỉnh Vân Nam đã ngay lập tức được điều động, bao vây và tấn công trang trại địa ngục do Dương Thiên Dũng chỉ huy. Trái ngược lại hoàn toàn với sự manh động và lì lợm của mình, băng cướp của Dương Thiên Dũng đã nhanh chóng đầu hàng vô điều kiện mà không có bất cứ một sự chống trả nào. Sau hơn 3 năm thành lập và tung hoành ở Côn Minh, băng nhóm tội phạm Dương Thiên Dũng đã phạm tổng cộng 23 tội danh, trong đó có sát hại 19 mạng người, cướp tổng cộng 2 khẩu súng quân dụng, trộm 21 xe cơ giới các loại, tổng giá trị 3,7 triệu nhân dân tệ. Ngày 20 tháng 10 năm 2000, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Côn Minh đã kết án tử hình tất cả 7 tên tướng cướp, tước bỏ mọi quyền lợi chính trị suốt đời. Một tháng sau, ngày 17 tháng 11, 7 tên ác quỷ này đã bị áp giải đến nơi thi hành án bằng hình thức xử bắn. Và Đỗ Bồi Vũ, viên cảnh sát ưu tú, đã được trả lại công lý sau hơn một năm phải ngồi tù oan với cáo buộc đã sát hại Vương Quân Bá và Vương Hiểu Tường. Giải mã trọng án cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm, đón nghe. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ và đồng hành cùng giải mã trọng án trong thời gian tới nữa nha. Hãy để lại suy nghĩ của mình ở dưới phần comment cho mọi người cùng bàn luận. Chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.